Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn có kiếp tìm, tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau, hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn ai đợi nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sướng vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Đêm đi qua, sao tim buốt xa, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lỡ tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh, yêu không hối tiếc, em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Bước đi giữa ngày nắng đẹp, tôi chẳng sợ điều gì, tôi chẳng lo thầm chi. Walk away, walk this way. Keep your face. Cứ bước đi cùng tôi dạo chơi. Walk away, walk this way. Keep your chance. Hãy cứ đi đừng nhớ lối về. Sisters who make waves, never stop on the rock and roll day. Nâng niu bản thân đó là lẽ sống, không thể cản ngăn khi em lẽ sống. Cánh cửa quá khứ kia ta khẽ đóng, tô son nên phải vẽ móng. Nâng niu bản thân đó là lẽ sống, tất cả ngàn chuyện sẽ xong. Cắt đôi nỗi sầu cùng những đêm gối đầu, từng là mắt em ướt nhòe làm mưa khô hơn. Có thể sứt mẻ là do những kẻ đã coi nó rẻ để mất đi để em cô đơn. Đôi tay lạnh ngắt tan bên cạnh giác, em có bão dòng tôi vào cảnh xác. Tôi biết yêu nhưng vết thương chưa lành lặn, tôi muốn dành tặng mình một nụ cười một khi bạn mát. Bình chọn cho chị đẹp đạp gió rẻ sống tại WeChoice Awards 2023, hạng mục TV show của năm và hạng mục nghệ sĩ có hoạt động nổi bật chị đẹp Mỹ Linh từ nay đến 23 giờ 59 phút ngày 24 tháng 1, 2024. Tham gia hashtag challenge tỏa sáng cùng chị đẹp, sáng tạo nội dung không giới hạn dưới 3 hình thức: hát và nhảy cover, parody, chơi cùng cupcake effect. Từ đây cho đến hết ngày 2 tháng 2, 2024 để có cơ hội nhận được giải đặc biệt Oppo Find N3 Flip gặp để tỏa sáng, 2 giải khuyến khích, cơ hội nhận được một combo jacket dù unisex thử thách luyện tập. cùng bình chọn hạng mục chị đẹp truyền cảm hứng và hạng mục Best Performance cho đến 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 2, 2024 trên ứng dụng Olala.